nắm bắt đến cơ hội này, khi em Hoa được biết đến cơ hội này là do một người chú ở trên Hà Nội chia sẻ đến, thì lúc đấy là em Hoa mới phẫu thuật gan. Em Hoa bị mất đi 1/4 gan. Và cái lúc mà Hoa biết được mình bị ung thư gan giai đoạn 2 ấy, thật sự cảm giác cánh cửa cuộc đời đã đóng. Cái ngày đấy em Hoa được đi làm mà có 20 triệu một tháng. Nhưng lúc đấy thì không biết làm cách nào để mình có được cái sức khỏe. Thật sự rất là khát khao có một cái sức khỏe. Và làm bao nhiêu năm trời để dành ra vẫn không đủ cho cái ca cắt gan đấy. Em Hoa mất 460 triệu nằm ở bên Trung Quốc và phải cày thêm gần 1 năm nữa để trả nợ. Và khi về với hai bàn tay trắng này, sức khỏe yếu đi, và làm sao khi về được gần 1 năm, công việc thì bấp bênh, Covid xảy ra. Em Hoa về thì vay vốn để mở một cái, với lại bạn bè anh em thương tình, bạn bè ở bên Trung Quốc đấy, thương tình cho một mỗi người góp cho một ít. Và em Hoa về mở một cái quán ăn. Nhưng vừa mở ra được 2 tháng thì là Covid đến đóng cửa. Vốn thì đầu tư vào cái cửa hàng, cửa cái quán ấy rồi, coi như là có lấy bắt mẹ về dùng thôi chứ còn chẳng có gì cả. Lại hai bàn tay trắng, xách áo đi buôn sớm hôm. Và đến cái một ngày em Hoa bị thoát khỏi tay thần chết, là đang đi đường thì không hiểu làm sao hôm đấy trời mưa. Thế là nai cũng chỉ hơn một tạ hàng thôi. Cũng không hiểu tại sao mình tự dưng ngã. Chắc là cũng do là choáng quá vì thức khuya dậy sớm hàng tháng rồi. Không có một ngày nào ngủ yên cả. Và nhiều khi em Hoa phải nhốt con ở nhà, đi chợ đêm để sáng kịp về cho con đi học. Và đến một ngày gần nhất thì em Hoa đi khám thì sỏi thận 8 mm, u nang buồng trứng 16/17 cm, u xơ cổ tử cung 27/26. Em Hoa nghĩ là thôi chắc cái nghề mình đi chợ này, ngày kiếm cũng có ngày em Hoa kiếm hàng triệu, cũng có ngày 200-300, nhưng cũng có ngày trả đồng nào. Thế thì nghĩ bảo là lấy cái gì để cho con ăn, trước hết là cái gì no cơm áo gạo tiền hàng ngày, và làm cách nào để cho mình chữa được cái bệnh này đã. Nhưng cũng rất may, đúng khi đủ phước đức và nhân duyên thì có chú Đào, chú chia sẻ cho em Hoa một cái cơ hội này. Và lúc đấy thì em Hoa cũng chẳng biết gì cả, cứ thấy chú chia sẻ thì vâng, để cháu dùng cho cái cơ thể cháu nó tốt hơn, cũng chẳng nghĩ gì kinh doanh. Thật sự là em Hoa cũng chẳng biết gì kinh doanh cả. Khi vào đây nghe Zoom, em Hoa cũng chả hiểu gì cả. Thế nhưng thật sự là đến bây giờ, em Hoa vào là tháng thứ 4. Nhưng biết ơn chú từng ngày, từng phút, từng giây, và biết ơn vũ trụ, biết ơn Siberia đã đến bên đời em, và biết ơn những người dẫn đường, những anh chị, những đồng đội đã giúp em Hoa trưởng thành hơn. Và em rất là mong cái có một cái cơ hội và cũng mang cái phước đức này đi chia sẻ cho người khác. Thật sự vào đây là có 3 cái giá trị cốt lõi là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Kinh doanh chúng ta không bao giờ để lại nghiệp quả, đấy mới đáng để kinh doanh. Như anh chị em chúng ta ngoài kia thì hầu như là đi, người thì kinh doanh truyền thống thì cũng giống như là một người đi buôn. Buôn của người này rẻ và bán cho người đắt. Và càng đắt thì chúng ta càng có lãi. Thế nhưng ở đây chúng ta giúp người, giúp đời và giúp chính mình. Giúp bản thân chúng ta có thu nhập, nhưng cũng giúp người ta được có một cái sức khỏe tốt. Thì tại sao chúng ta không biết nắm bắt cơ hội ngay bây giờ ạ? Đúng không ạ? Và em Hoa chia sẻ như thế thì còn bây giờ em
có một chút tâm sự là chia sẻ với anh chị như vậy, còn ra quyết định hay không là ở anh chị. Cảm ơn Dương Hoa rất là nhiều. Thực ra là